Sau khi tới đây rồi chúng ta sẽ làm gì tiếp theo nè? Bây giờ chúng ta sẽ chạy backlink cho cái video này. Có nghĩa là chúng ta cho nó lên một vài cái web. Một vài cái web, mình dùng một số công cụ cho nó lên một vài cái web để YouTube nó thấy rằng là cái video này được share đi. Thì cái độ tin cậy, điểm chất lượng của video này sẽ cao hơn so với việc là chúng ta để tự nhiên. Vì vậy bây giờ mình sẽ share lên một số cái web miễn phí. Nếu bạn nào có tài chính thì có thể trả phí, dùng mấy công cụ trả phí. Còn đây thì Hường để ở dưới cái phần mô tả video. Chạy backlink có nghĩa là đặt cái video của chúng ta lên một số trang web miễn phí để mà cái video này có độ tin cậy cao hơn, cái điểm sale của nó cao hơn khi mà nó được được gán trên một số cái web. Bây giờ chúng ta sẽ gán, ví dụ như đây là một cái trang gán miễn phí. Nếu bạn nào có năng lực tài chính thì mình có thể sử dụng chế độ trả phí ha. Mình bấm vào nút chia sẻ, copy cái link này. Mình chạy nó lên một số trang web khác. Bây giờ đây là một cái công cụ, đây là cái link. Link này dưới phần mô tả nha. Rồi mình để cái URL của mình vào đây. Đấy, rồi submit. Đấy, như vậy thì nó đang gắn cái web của mình lên cái trang này, trên một số cái trang web này. Đấy, một số cái trang web đây. Đó, nó gắn người lên đây. Cái này bị thất bại, không sao, nói chung là cũng nhiều cái chỗ gắn thành công mà. Nó là những cái web như này. Để mình sell nó. Ok. Tiếp tục mình để cho nó chạy đi. Mình lên tiếp một cái link khác để mình gắn nó. Tất cả những cái link này ở trong phần mô tả nha. Đây cũng là một cái nơi mà chị bắt link nữa. Bây giờ mình cũng lên đây mình lấy lại cái link. Dán vào đây. Rồi. Bấm. Như vậy thì nó đã gắn cái video của chúng ta lên một số cái website như thế này. Trạng thái thành công success rồi đúng không? Im để im nó cho nó chạy. Chúng ta lại tiếp vào một cái link khác nữa. Đây là một công cụ và chúng ta cũng tiếp tục là lấy link sao chép và bỏ nó ở trên đây. Bắt đầu. Nó bảo là cứ nghĩ là mình bỏ chữ S đi mới được, thì mình phải lên đây mình bỏ chữ S. Rồi bấm start. Thì nó sẽ bắt đầu gắn link của mình. Nó sẽ mất 1 đến 30 phút ấy. Thì mình cứ đợi đây. Trong thời gian mình đợi nó gắn lên một số web thì đây này, nó đã gắn trang đầu tiên. Thì chúng ta lại lên tiếp một cái trang khác để chúng ta chạy backlink vô. Rồi ok, chúng ta sẽ lên YouTube sao chép và bỏ cái này. Cái này là thần thánh lắm nha. Tiếp tục bin nó. Ok, cái này không có. Thôi bỏ qua. Làm giúp một cái đường link khác. Rồi chúng ta sẽ để URL của cái này vào đây. No đi. Create backlink. Rồi nó đang xử lý. Thì mình cứ để im cho ba cái này nó chạy. Khoảng cỡ 15-20 phút rồi mình tắt nó. Nó đang scanning đó. Thì mình cứ để im nó nha. Rồi ok, như vậy thì chúng ta đã chạy backlink xong cái video của mình. Hãy đón chờ các video tiếp theo. Nếu như các bạn cảm thấy video của Hường giá trị thì hãy chia sẻ đi, hoặc là chia sẻ lưu lại ở một cái nơi nào đấy để lần sau mình sử dụng, cũng như là cho mình một like hoặc là một bình luận bên dưới. Hãy đón chờ các video tiếp theo nha. Hãy follow Facebook cá nhân của Hường để có nhiều chia sẻ hơn về affiliate marketing cũng như là về cuộc sống. Đồng thời là hãy like fanpage Tomato Hường vào đây để có những cái chia sẻ khác, thì các bạn có thể lên học ở trên fanpage Facebook nữa, và có thể tham gia vào nhóm, vào group Start Laptop Lên và Đi để cùng chia sẻ với nhau nhiều hơn về affiliate marketing.